Thấy hai người nó đồng cảm vào một cái gì đó. Ảnh là người chủ động theo đuổi em hay là em? Dạ, ảnh là người chủ động, ảnh cứ theo đuổi rồi cứ trong công ty rồi cứ hay theo rồi quan tâm rồi mua nước các kiểu, cộng theo mấy anh chị đồng nghiệp á cứ hay ghép nhau, dạ cứ kêu là có nét mặt phu thê rồi cứ ghép nhau rồi cũng chọc. Cái lại tụi em cũng hay đi tiếp khách đồ á, rồi nhiều đêm rồi đi nhậu ngày kia rồi xong hai phải người đưa nhau về. Có khi nào mà ảnh nhậu vô ảnh mượn rượu ảnh tỏ tình với em không? Dạ cũng có. Đợt đó là em coi với lại cái bạn trai cũ là mới hàn gắn lại, là anh đó ảnh kêu là đi qua để nói chuyện, nhưng mà em lại xác định là em lại không muốn quen nữa. Xong rồi anh này ảnh mới kêu là hôm nay em mà đi chơi với bạn trai cũ nữa là anh gọi điện anh phá, anh không cho em đi đâu. Xong rồi em mới kêu là anh ngộ quá, anh đâu có là gì của em đâu mà anh phải vậy. Em cũng tưởng là anh giỡn. Thế tối đó anh đi nhậu qua nhà đồng nghiệp, em cũng đi hẹn với bạn này uống nước rồi cũng nói là dứt khoát này kia. Anh này ảnh gọi điện quá trời luôn, 8 giờ mấy em nói sao mà gọi nhiều em không biết có chuyện gì. Thôi em cũng đi về thì có thấy anh này ngồi ghế đá trước phòng trọ nhà em á. Bây giờ ai cũng chọc ghế đá cho tin ghế đá không à, ngồi lầy đó có như là em ngồi em chờ bạn này về. Đúng rồi, với lại mình làm như vậy cho vợ mình thương á, khổ nhục kế thì khổ quá. Rồi lúc cổ vừa về tới đó rồi gặp nhau em có nhào ra tỏ tình luôn? Dạ nói không em thì nội không ý là về ngồi đó thì thấy vợ với lại bạn trai đi về, bạn trai cũ á, cô vợ á, thì về em cố tình giả vờ lơ. Em cũng giả lơ, em vào nhà luôn. Lúc đó em sao? Thấy bức xúc. Nhưng mà nếu như mình mà hành động kiểu như mà quá đà quá đó cái này kia thì mình không có được văn minh. Kiểu như là mình cùng lịch sự thì mình ngồi mình chờ đó coi để vợ nói chuyện xong kia rồi về mình ra mình nói chuyện. Ừ, em ngồi cũng 2 tiếng đồng hồ tới khuya em mới xuống. Em kêu là thôi anh đi về đi, say rồi em không có thích nói chuyện. Cứ ngồi đó cứ gọi miết bắt em xuống rồi phải tới 11 12 giờ em mới xuống. Rồi xuống rồi gặp anh có nói gì không? Tỏ tình. Thì nói chung là tỏ tình luôn. Nói là có gương mặt phu thê. Trời ơi. Ai nói với các em vậy không? Hình như là mọi người ai cũng nói như vậy đó. Đúng rồi. Lần đầu tiên gặp nhau á. Sinh ra là để gặp nhau, yêu nhau và lấy nhau. Vì vậy nên là em chấp nhận cưới vợ sớm sau 1 năm quen nhau á. Rồi bây giờ giới thiệu về mình. Thì em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả mọi người đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Thì em tên là Hoàng Ba Tuấn, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm lại công ty tập đoàn Tiểu Úc Tần Anh, chuyên về bất động sản. Thế còn em? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, các vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Hoàng, hiện tại là em nhỏ hơn chồng em 1 tuổi là 26 tuổi và đang kinh doanh bất động sản cùng với công ty chồng luôn. Chung công ty nhưng mà ai chức lớn hơn? Dạ em là người cũ, còn vợ là mới. Dạ lúc đầu mới vào á thì em là nhân viên cũ, thì vợ chồng em vợ mới vào thì được quản lý xếp vào cho làm trung đội với em luôn. Thì em có hướng dẫn cho vợ. Nhưng mà em gặp cô này em thích liền không? Dạ lúc đầu á thì gặp vợ em không ấn tượng đâu, tại vì thấy lùn nữa thì xấu. Nó không xấu ấn tượng. Dạ. Rồi còn em thì sao? Gặp anh ấy thì sao? Dạ nói chung là lúc ban đầu gặp anh thì cũng không ấn tượng lắm, tại vì đi vô công ty cái được sếp ngồi đối diện với lại chồng em thì cái anh này ảnh nói giọng người Bắc. Em thì ở trong Nam, cái hồi trước thì có cái chị gần nhà chị cũng lấy người Bắc á, người kêu là đàn ông người Bắc hay gia trưởng. Nên là em cũng ấn tượng đầu tiên là không thích. Né, coi như né đó. Trời, dạ. Như vậy là lần đầu tiên các bạn đều không có ấn tượng tốt về nhau. Dạ. Vậy thì làm sao đến được với nhau? Tôi đoán cho anh coi, tại vì đi làm chung hoài một tổ đó. Dạ. Đi bán buôn vậy cùng một người thì cũng phải hai bạn đi phải đi chung với nhau. Đúng rồi, cái này đúng không? Gần nhau quá. Cửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thì nói chung là bạn vợ mới á thì em cù rồi thì đâu cũng có kinh nghiệm rồi, thành ra là hay đi qua gặp khách hàng á để giới thiệu và tư vấn. Em hay chở vợ đi theo mình đi nhiều á, rồi tâm sự rồi chia sẻ, thấy hai người nó đồng cảm vào một cái gì đó. Ảnh là người chủ động theo đuổi em hay là em? Dạ, ảnh là người chủ động, ảnh cứ theo đuổi rồi cứ trong công ty rồi cứ hay theo rồi quan tâm rồi mua nước các kiểu, cộng theo mấy anh chị đồng nghiệp á cứ hay ghép nhau. Dạ cứ kêu là có nét mặt phu thê rồi cứ ghép nhau rồi cũng chọc. Cái lại tụi em cũng hay đi tiếp khách đồ á, rồi nhiều đêm rồi đi nhậu ngày kia rồi xong hai phải đưa nhau về. Có khi nào mà ảnh nhậu vô ảnh mượn rượu ảnh tỏ tình với em không? Dạ cũng có. Đợt đó là em coi với lại cái bạn trai cũ là mới hàn gắn lại, là anh đó ảnh kêu là đi qua để nói chuyện, nhưng mà em lại xác định là em lại không muốn quen nữa.
Xong rồi anh này ảnh mới kêu là hôm nay em mà đi chơi với bạn trai cũ nữa là anh gọi điện anh phá, anh không cho em đi đâu. Đó, xong rồi em mới kêu là anh ngộ quá, anh đâu có là gì của em đâu mà anh mới vậy. Em cũng tưởng là anh giỡn. Thế tối đó anh đi nhậu qua nhà đồng nghiệp, em cũng đi hẹn với bạn này uống nước, rồi cũng nói là dứt khoát này kia. Anh này ảnh gọi điện quá trời luôn, 8 giờ mấy em nói sao mà gọi nhiều, em không biết có chuyện gì. Thôi em cũng đi về. Đi về thì có thấy anh này ngồi ghế đá, ngồi ghế đá trước phòng trọ nhà em á. Bây giờ ai chọc ghế đá cho tin ghế đá không à, ngồi lầy đó. Có như là em ngồi em chờ bạn này về. Đúng, đúng rồi. Với lại mình làm như vậy cho vợ mình thương á. Khổ nhục kế. Thì khổ quá. Rồi lúc gặp, lúc cổ vừa về tới đó rồi gặp nhau, em có nhào ra tỏ tình luôn? Dạ, nói không không, em thì nhậu không à, ý là về ngồi đó thì thấy vợ với lại bạn trai đi về, bạn trai cũ á, cô vợ á, thì về em cố tình giả vờ lơ. Em cũng giả lơ, em vào nhà luôn. Lúc đó em sao? Thấy bức xúc. Nhưng mà nếu như mình mà hành động kiểu như mà quá đà, quá đó cái này kia thì mình không có được văn minh. Kiểu như là mình cùng lịch sự thì mình ngồi mình chờ đó, coi để vợ nói chuyện xong kia rồi về mình ra mình nói chuyện. Ôi, em ngồi cũng 2 tiếng đồng hồ tới khuya em mới xuống. Em kêu là thôi anh đi về đi, say rồi, em không có thích nói chuyện. Cứ ngồi đó cứ gọi miết bắt em xuống, rồi phải tới 11, 12 giờ em mới xuống. Rồi xuống rồi gặp và anh có nói gì không? Tỏ tình. Thì nói chung là nói là thôi giờ anh á là tìm được đối tượng là em rồi. Mà em thấy vợ em mà tính rất là tốt, thì rất là thương, thì nói giờ là thôi giờ em mà không có đầu ý dòng yêu anh đêm nào anh ngồi đây hoài à. Và ngày hôm đó là chính thức anh tỏ tình. Dạ. Em xúc động không? Dạ, thì nói chung là lúc đầu giờ qua thời gian á là em cũng mới mến anh này rồi. Rồi cũng quan tâm á, thời gian thì thấy cũng say động. Có nghĩa là sau đêm đó là yêu luôn đó. Trong cái lúc đó là chấp nhận luôn hay là sau đó? Dạ, sau đó. Rồi nhiều khi đi làm cũng đi làm chung với nhau đúng không? Và có khi nào mà đi làm khuya về với nhau hay không? Thì đó là thường xuyên. Anh có dụ dỗ em gì không? Dạ cũng đôi lần. Có một lần em nhớ là tụi em đi sinh nhật về khuya, đó là cũng 11, 12 giờ mấy á. Xong cái ảnh mới kêu là em ơi giờ này chắc phòng trọ em đóng cửa rồi, anh em mình vào nhà nghỉ đi. Thì em nói mắc gì đâu vào nhà nghỉ. Thì em về em kêu bạn mở cũng được. Em kêu là không, vào nhà nghỉ đi, mình ngủ một đêm nay rồi có gì ngày mai tỉnh táo rồi mình về. Chứ giờ em đang say về bạn cùng phòng em, bạn mất công bạn lại nói. Dạ. Rồi em kêu anh hứa là anh vào đó là anh không có làm gì em hết, anh chỉ vào là anh ngủ thôi, anh không làm gì hết. Cũng em có đồng ý không? Dạ thì em cũng nghe, em cũng đồng ý. Thì lúc đó em cũng mệt quá rồi. Rồi vô quá. Trong đó ổng có thực hiện lời hứa mình không? Dạ có, đêm đầu tiên thì không có làm gì hết thiệt. Không làm gì luôn? Dạ đúng rồi. Cái là chiêu của em hay là gì? Nói chung là cái này á, kinh nghiệm của anh trước thì đó là kinh nghiệm. Nếu mà lần đầu á, con gái là mình vào mình cứ làm một người đàng hoàng lịch sự, mình không làm gì hết. Thì các lần sau nó mới dễ hơn, nó thoải mái hơn, nó là ấn tượng nó hay hơn. Nhưng mình tỏ như ra vậy mình là chắc chắn có lần sau chứ đâu. Thì cái chiêu của bởi lần đầu là em, lần đầu là em bị dụ á. Em có nghĩ là ông này cũng đàng hoàng, dạ đàng hoàng, cũng thiệt tình thiệt. Xong cái quắc qua được dài ba lần cái cũng đi sinh nhật vậy không về. Lần thứ hai thì vồ dập hơn. Cho luôn. Dạ. Có nghĩa là sau đó là tụi em là suôn sẻ hết rồi, gia đình hỏi cưới này kia nọ trong một năm đúng không? Một năm dạ, tụi em làm đám cưới đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng là cưới nhau là kiểu như là bất ngờ luôn, bất ngờ luôn, không biết luôn, không tin luôn. Nhưng mà trước đó là tụi em là có ở chung với nhau không? Dạ, cũng em, một thời gian là em quen tầm cờ 4-5 tháng là gần đây rồi, đi cứ là dạ. Ở chung rồi. Tại vì là... không cho mướn nhà trọ nữa đúng không? Không phải, dạ. Tại vì một cái là anh này anh ở với nhà bác. Rồi em là lúc đó là em ở với lại bạn. Rồi thì bạn em là có chuyển công tác về quê á. Nên là có một mình em ở, cái anh mới rủ qua, kêu thôi qua nhà bác anh còn dư một phòng. Cái qua nhà bác anh ở, cái là một phòng mà cuối cùng hai đứa ở chung luôn. Dạ. Ủa như vậy là tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, dạ tính ra hơn 6 tháng, gần 7 tháng rồi. Wow, quá son. Son dữ lắm, vậy là chưa có con phải không? Dạ. Rồi mới 6 tháng vậy có loại tật xấu nhiều không? Đó. Dạ nói chung là lúc mà mới quen á thì ảnh kiểu như cũng lãng mạn lắm, cưới về thì cũng có quan tâm, nhưng mà điều do thời gian gần đây thì nó cũng áp lực về cái công việc á, tật xấu cũng hơi cáu gắt với vợ. Đó, em cũng nói hoài anh bỏ bớt tính đó thì bây giờ cũng đỡ cáu dạ, gắt với vợ cáu gắt dạ, gì còn nữa cái tật tiếp theo là anh này chuyên gia đánh rắn. Dạ, nói chung là hay thả bom á, cái đó thì nhiều ông nhiều chồng lắm em ơi vì... có ở giờ. Dạ có, ở giờ ông này là chuyên gia không thích tắm buổi đêm. Trời, lười tắm hả? Lười dạ, tắm. Chỉ thích tắm ban ngày và buổi sáng thôi. Như vậy cũng phải thật xấu đó em, tắm ban đêm thời gian này nguy hiểm lắm. Dạ, tại vì tính em thì đi làm về là người nó hay rít á.
tối ngủ thì rít rít em rất là khó chịu. Cái ông này thì đi làm về thì ra nấu cơm được, cái là ổng rất là giỏi nấu ăn, còn em dọn dẹp này kia nọ, cái xong cái ổng vô ổng nấu ăn ăn uống xong vô ổng bấm điện thoại, cái em làm việc này kia nọ ổng quên, qua 9 giờ là ổng đi tắm nữa. Giỏi nấu ăn nhưng mà có giỏi việc nhà không? Dạ không, chỉ biết nấu ăn thôi, nấu ăn giỏi thôi. Còn chuyện nhà nấu thì em dọn việc nhà em ơi. Vợ dạ, chồng mà là lười việc nhà đúng không? Dạ, chồng em là có một cái tật xấu nữa là ông này là ngủ kéo gỗ. Kéo gỗ mà mập dạ. Ai vậy thôi. Khổ lắm ơi, cái đó phải em tật xấu đây em ơi. Nguyên một đêm mà có khi mà ổng say về là ổng kéo gỗ là em không ngủ đi nguyên một đêm luôn, mà sáng mai hỏi là em ơi tối hôm qua em ngủ ngon không? Em cũng ráng em kêu dạ ngon lắm anh, nhưng mà thiệt ra là tối hôm qua em không ngủ luôn. Em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? À, nói chung là chồng em thì hiện tại bây giờ anh tính rất là tốt rồi, thì em cũng có mong muốn là để mà cải thiện cái tình mà chạy mà ngáy á, là chồng nên chú trọng về cái sức khỏe, tham gia cái hoạt động thể dục thể thao và rồi bớt cáu gắt với vợ thôi, còn lại là chồng em là hoàn hảo rồi. Bớt cáu gắt với vợ công việc đó. Dạ. Nói chung là nhiều hơi nóng tính. Ừ thì hơi nóng tính thì bớt nóng tính với vợ đi. Dạ. Còn em sao nè, vợ em nhiều tật xấu sao? Vợ á, được cái là ngủ nướng, chuyên nướng luôn. Là đi làm á, là em khi nào phải người dậy đầu tiên, chọc chọc với máy rồi ví dụ dậy. Khi nào đi làm mà từ chỗ làm tới công ty khoảng tầm 15 phút thôi. Ăn sáng 15 phút nữa, 30 phút phải đến 7 giờ rưỡi á mới đầu bắt đầu từ nhà đi. 8 giờ là ông đi làm, khi nào ngủ nướng hết. Vậy anh không anh gái em ngủ không được đó. Rồi thứ hai nữa là hay nói nhiều lắm, nói dai lắm. Kiểu như là có việc gì em mà làm sai á, là nói chuyện từ công ty tới về nhà chưa xong luôn. Mà em kêu em đau đầu luôn và đi xe và nó tập trung được luôn á. Cái đó là tật xấu đó. Những cái người mà nói như vậy đó là người ta hay suy diễn. À, đúng rồi. Có không? Chuyên gia luôn. Em nói có câu nào là về đầu suy nghĩ đâu, suy nghĩ tiêu cực đâu, nghỉ tầm bậy rồi. Là bắt đầu suy diễn. Suy diễn. Còn gì nữa không nè? Tạm thời thì thấy tốt hết. Tốt. Nói chung là được cái rất là giỏi việc nhà, vì lo toàn cho em rất là nhiều. Nhưng mà em mong muốn vợ em thay đổi là bớt lèm bèm. Đúng rồi. Nói chung là đâu người ta đi làm mệt mệt đó. Ít nói lại đó. Nói đau đầu lắm. Bên đây mong đừng nói nhiều quá. Bên đây mong đừng bớt nóng tính lại. Thì bây giờ hai đứa đều bớt đi là coi như không có chuyện nó xảy ra là... Nói chung là hai em phải sửa cái đó liền đó. Dạ. Tại vì thực ra mà nói mới lấy nhau mà mới có 6 tháng thôi. Đúng rồi. Tụi em còn 6 tháng nữa để mà cọ sát với nhau, thích nghi được những cái tính cách của nhau. Dạ. Thôi chúc cho hai em ha. Dạ. Sẽ có những cái bước chuyển để mà gọi là hiểu nhau, đúng hòa rồi. Hợp nhau, đúng lúc rồi. Nào cũng phải vui vẻ, phải hợp nhau thì mới chuẩn bị chào đón một đứa bé, chào đón một thiên thần của mình. Dạ, cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em.